Hôm nay thầy sẽ làm một video chỉ anh em ở những từ mà khó nói nhất cho người Việt Nam đó. Trong cái video này chắc chắn bảo đảm là tất cả mọi người đều đọc sai một hay là nhiều hơn trong cái list này. Tất cả mọi người Việt Nam khi mà mới bắt đầu học tiếng Anh đều nói cái này sai này. Girl. Cái này nói đúng là girl. Girl. Nhưng người Việt bình thường thì đọc như là girl. Thầy sẽ dạy anh em này. Cái cách này là auto đọc được hết tất cả các từ luôn. Nếu các bạn biết các âm trong tiếng Anh nha. Ok. Này, cái này là một từ đúng không? Đúng rồi. Nếu mà mình đọc nguyên từ thì có thể đọc sai là girl. Mà nếu mà mình chia thành mấy từ nhỏ hơn thì bây giờ bắt đầu đọc từng chữ g. Cái này á, cái từ này thì cái chữ ir đứng cạnh nhau có âm như là r là đúng, nên mình đọc g r o. Đọc từng âm trước nha. G r o, g r o, g r o, g r o, như thế nào. Khi mà bạn đã đọc quá là nhiều lần, 100 lần, 200 lần, 1 tỷ lần nha. G R O, G R O, G R O thì bạn có thể bắt đầu nói nhanh hơn. Nói thật với anh em, nói đúng như thầy mới nói 200 lần thì 300 lần. G R O để làm quen với cách âm và cái cách nói đó, ok? Rồi, khi mà mình đã làm quen với đó thì mình nên bắt đầu nói nhanh hơn. G R O, G R O, G R O. Đến khi mà bạn nói quá là chuẩn luôn. Rồi lúc đó bạn sẽ có thể đọc nguyên từ bởi vì bạn đã tập từng âm rồi. G R O. Bây giờ mình nói như là một từ đi, nhưng mà nhớ nói rõ các âm. Girl, girl, girl. G R O. Girl. Ok chưa? Rồi cái này mình làm giống như là cái lần trước, giống như girl là mình nói như thế này. World. World. Nhưng mà bình thường người Việt mình thấy người Việt đọc như là word hay là word. Word. Nhưng mà cái đó không có đúng nha. Nào, thầy chỉ anh em này. Anh em phải nhớ đọc từng âm nha, đọc từng âm mới nói được rõ. Và quan trọng nhất là cái âm cuối, hai cái âm cuối word. Bởi vì khi mà nó đứng cạnh nhau nó rất là khó nói nếu mà mình muốn nói nhanh. Đấy, bây giờ mình đọc từng âm nha. Word. Anh em đọc theo thầy nha. Word. Bởi vì bình thường cái âm này là or, nhưng trong cái từ này nó thành nha. W R O D. W R O D. Như thế. W R O D. Rồi giống như thầy mới nói, đọc 200 lần, 1 tỷ lần, 200 tỷ lần nha. Đến khi bạn nói rõ các từng âm nha. W R O D. Rồi bạn sẽ có thể bắt đầu nói nhanh hơn. W R O D. World. World. Đấy, mình đang học cái này á bởi vì á nhiều từ trong tiếng Anh nó có nhiều âm trong một từ, mà bình thường á đứng một mình nó thì nó dễ nói, nhưng mà đứng cạnh nhau, ví dụ LD đứng cạnh nhau thì nó khó nói lắm, đúng không? Nên anh em nên theo cái cách mà thầy mới dạy nha. World. Đọc từng âm trước đi. Rồi, sau khi mình đã tập quá là nhiều lần, bạn sẽ có thể nói đúng chuẩn 100%. World. World. I am the most handsome in the world. Ok. Rồi thứ ba, cái này rất là khó nói. Bởi vì một thứ này là cái chữ S đứng cuối. Bình thường người Việt không thể nào đọc được cái này. Bình thường người Việt đọc như là lies, đúng không? Lies. Lies. Nhưng đọc đúng là light. Lights. Đó. Ok. Lights. Thì với cái này á thì mình đọc cái từ này thì đúng chuẩn rồi, đúng không? Light. 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 Sau đó mình chỉ cần thêm vô cái chữ S thôi. Mình bắt đầu rất là chậm như thầy mới dạy nha. Lights.
lights, lights, lights. Nha. Anh em nhớ trong hai video đầu tiên, các ông trong bảng chữ cái và các ông trong tiếng Anh, thầy dạy rất kỹ, rất rõ cái cách mà nói ra các phát âm. Nha. Anh em nhớ xem mấy cái đó đi. Lights. Đó. Rồi sau khi bạn đã nói 200 tỷ lên, bạn sẽ gọi lại nói nhanh hơn. Lights. Lights. Quan trọng. Quan trọng là các bạn nói rõ các âm. Nha. Lights. 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 Đó. Rồi. Các bạn đọc quá là nhiều. Quá là nhiều. Quá là nhiều lần. Rồi sau đó các bạn sẽ có thể nói đúng chuẩn rất nhanh. Lights. Đó. Lights. Lights. Ok. Cái này rất là đặc biệt bởi vì nó có một cái chữ mà mình gọi là silent letter. Yeah. Silent có nghĩa là mình không nói ra. Đó. I, bình thường nếu mà đọc từng chữ thì mình sẽ đọc như là Iceland, đúng không? Iceland. Nhưng mà cái đó không đúng, không chính xác. Cái này coi như là không đi. Nên mình có cái con lại là cái gì? Là I, land. I, land. Lấy cái này ra là mình đọc rất là dễ, đúng không anh em? I, land, island. Đó, quá là dễ luôn. Không phải is land, nhưng lại là I, land. Cái này, anh em biết đọc cái từ này không? Comfortable. Comfortable. Cái này thì khi mà mình đọc ra, mình nghe bốn cái syllable, đúng không? Comfortable. Comfortable. Nhưng mà mình dạy lại cái từ này cho anh em ấy, bởi vì á cái này thì đúng là có bốn cái syllable comfortable, nhưng mà khi mà mình đang nói chuyện với người nước ngoài nó sẽ không bao giờ nói như vậy đâu, nó nói đúng như là comfortable, 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 nó nói đúng như cái này comfortable. Nói đúng như thế. Comfortable. Comfortable. Đó. Comfortable là cái cách nói nếu mà mình đọc từng chữ comfortable. Nhưng mà khi mà mình nói ra thì mình nói comfortable. 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 Rồi, cái từ này quá là dài đúng không? Nhưng mà anh em có nhớ cái cách mà thầy dạy không? Khi mà bạn muốn đọc một cái từ quá là dài như thế này, anh em có nhớ cái cách đó không? Cái cách đó chính là mình lấy một từ dài 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 rồi chia thành mấy từ nhỏ nè. Photographer. Nè, bình thường là mình đã có một từ dài, bây giờ mình còn 1 2 3 4 từ nhỏ. 4 từ nhỏ đó. Nè, bây giờ mình có thể đọc đúng. Photographer. Bởi vì anh em nhớ không, khi mà P, P và H đứng cạnh nhau thì đó chính có âm như là F. Đó, có âm như là cái chữ F. Đúng không? Các bạn đã nhớ một từ dài chia thành mấy từ nhỏ đi. Photographer. Rồi, các bạn theo cái cách mà thầy mới dạy, đọc từng từ nhỏ rất chậm đi. Photographer. Photog. Bởi vì nếu mà mình làm bằng cách này ấy, thì mình chắc chắn có thể đọc được tất cả các âm trong cái từ này. Mình nếu mà mình cố gắng đọc một cái từ quá là dài thì mình sẽ không thể nào đọc được luôn. Mình sẽ chắc chắn là mình sẽ thiếu mấy cái phát âm trong cái từ đấy, đúng không? Và nếu mà mình coi nó như là 1, 2, 3, 4, 4 nhỏ thì mình sẽ chắc chắn nói ra các âm trong cái từ này để có thể nói đúng chuẩn như là người bạn xưa luôn. Nè, để theo thay lại lần nữa đi. Photog. Ra-fer, photographer, 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 photographer. Rồi, các bạn thấy không? Khi mà mình đọc được một ít á, rồi quá là nhiều, thì bạn có thể đọc nhanh hơn tí. Rồi, tập 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 tập, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Rồi, từ từ, bạn sẽ nói được đúng chuẩn như là người bản xứ luôn. Photographer, photographer, photographer. Ok. Rồi bây giờ một từ nữa là heart. Anh em biết heart là cái gì không? Heart là trái tim nhá. Heart là trái tim. Nhưng mà mình cũng nghe quá là nhiều người Việt Nam khi mà mới bắt đầu học tiếng Anh thì cũng nói sai.
nó như là horse, horse hay là gì đó. Nhưng mà mình theo cái cách mà thầy mới dạy nha. Bình thường á, là một từ dài, mình cố gắng nói ra như là một từ, nhưng mà mình sẽ chắc chắn là mình sẽ thiếu mấy phát âm. Nên bây giờ mình coi ở trong cái từ này có những phát âm gì. H, h, rồi r, bởi vì ear khi mà đứng cạnh nhau ở trong một từ, giữa một từ thì nó chính có âm như là r đó. Coi cái này như là silent letter đi. Coi cái này như là mình không nói ra. Đấy. H, R, T. Thì cái từ này đúng có ba cái âm khác nhau. H, R, T. Ok. Nên các bạn nên theo cái cách mà thầy mới dạy nhé. Thì mình không có coi như là một từ dài. Coi như là mấy cái âm nhỏ đi. Đấy. H, R, T. Rồi các bạn lặp đi lặp lại quá là nhiều lần đi, rất là chậm đi, rất là chậm, các bạn thấy rất là khó thì các bạn nên đọc rất là chậm nha. Và các bạn nhớ xem lại video các âm trong tiếng Anh và các âm trong bảng chữ cái tiếng Anh nha. H, R, T, heart. Đấy, theo cái cách này thì các bạn sẽ nói ra nhưng không thiếu cái âm R hoặc là không thiếu cái âm T, bởi vì các bạn đã học như thế này. H, R, T, H, R, T, heart. Đấy, heart. Rồi, cái này là cái cuối cùng nha. Bởi vì cái video này hơi dài rồi nên mình sẽ làm một cái cuối cùng, đúng một cái nữa. Anh em muốn biết từ nào nữa thì comment đi. Nếu mà có đủ 8 cái hay là 10 cái trong phần comment thì Ethan sẽ làm một video về mấy cái đó nha. Ok, cái này có ai biết cái này là cái gì không? Lyrics là cái lời của một bài hát, cái lời của một bài hát nha. Nhưng mà cái này rất là khó đọc, bởi vì sao? Bởi vì á, cái chữ Y nhiều khi người Việt không biết đọc với âm nào, bởi vì có nhiều có thể là một âm hay là một âm khác nữa, và có cái chữ S đứng cuối nữa đó, quá là khó đúng không anh em? Và chữ C, ai biết chữ C có âm S hay là K, có ai biết không? Ethan cũng không biết tại sao, nhưng mà trong cái từ này thì nó có âm như là k, đúng giống như là cái chữ k đấy. Trong cái từ này thì nó là k. Rồi, anh em nhớ cái cách mà thay mới dạy này. Phải đọc từng âm nha. Lý. Đấy, lý. Rick. Lý. Rick. Mình để cái này riêng nó đi. Bởi vì nó khi mà nó đứng cạnh nhau với một cái chữ c, và đặc biệt là đứng cuối từ ấy, thì nó rất là khó nói, rất là khó nói luôn. Nên anh em theo cái cách mà thay dạy này. Lý, bởi vì trong cái từ này I có âm như là Y có âm như là I. Đấy. Lý, Rick. Lý, Rick. Đấy, đọc bằng cách này mới là cách mà chọn để các bạn nói ra mà không thiếu phát âm nào. Đấy. Lyrics. Lyrics. Các bạn lặp đi lặp lại 100 tỷ lần. Rồi các bạn sẽ có thể nói dàn hơn. Lyrics. 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 Rồi từ từ. Các bạn sẽ bắn ra. Bắn ra đúng như là cái súng luôn. Lyrics. Đấy. Các bạn thấy cái cách mà thầy dạy như thế nào? Anh em thấy dễ hiểu không? Nếu mà có ai mà không hiểu á thì mời bạn xem lại mấy video đầu tiên bên cái kênh này á, mấy video trong cái phần cơ bản á. Và cảm ơn anh em đã ủng hộ cái kênh YouTube trong thời gian mà thầy đang nghỉ, và mong là tất cả mọi người sẽ thấy cái video này rất là bổ ích, giải trí và rất là vui nha. Các bạn nhớ chia sẻ, like, comment và chia sẻ nữa. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại.